Trận này mình sẽ đánh bằng tanh ấy. Đánh bằng tanh con gì đam phụ thôi. Đánh bằng tanh là chủ yếu nhá mọi người nhá. Ok, có giáp máu được rồi này. Ổn rồi đấy, bài mình khá ổn đấy, không phải là mạnh lắm nhưng mà mình nghĩ là lo được. Bài của mình cần nhiều tiền để roll ấy, nên là mình nghĩ là mình chưa lên cấp đâu. Bài này mọi người phải đánh bằng đồ tanh nhá, nếu mà anh em đánh Sion anh em phải đánh bằng đồ tanh nhá. Đánh bằng Sion thì anh em phải đánh bằng đồ tanh nhá. Đừng đánh bằng đồ đam. Nhiều Ugot thì mình sẽ kẹp nhiều thuật sư vào, trận này mình đánh 3 thuật sư luôn. Thậm chí mình có thể bỏ đam ấy đi cũng được. Đánh bằng Ori với cả ấy thôi. Đánh bằng con Sion này thôi. Ori với Sion. Anh em thấy không? Sion mình làm hết luôn này. Bài này lên 8 roll tại vì bài này cần nhiều con 4 tiền ấy. Nhất thống quá ngon luôn, lấy nhất thống nhá. Nhất thống đi, mấy cái kia không ngon đâu. Chỉ phụ đam thôi, không phải đánh bằng Zin, thế nên là không quan trọng Zin lắm. Không, cứ lên tạm đi, 2 sao thì cứ lên tạm đi. Đây rồi. Ok ok, ổn rồi đấy, ổn rồi đấy, ổn rồi đấy, ổn rồi. Mình cần con Ori 2 nữa để mình có đam. Tại vì mình ghép đồ cho nó, chứ không thì mình có thể đổi đồ Ori sang cho con Mid 4 này cũng được. Biết Sion không? Bắn nó đấy. Bắn. Nó được. Được, một được, cố tốt một nào. Bỏ con này đi này, lên 9 nhá, lên 9 đánh 4 thật sư nhá. Mày nghĩ là lên được 9 rồi á. Không, mày lại không sợ sách đấu. Mày lại sợ sát thủ thôi. Sợ con ấy 2 thôi. Sợ con Akali 2 thôi anh em ạ. Còn lại bú hết nhá. Gót hồ cửa. Gót đi. Đúng không? À, đồ chuẩn Mid 4 hả? Đồ chuẩn Mid 4 sẽ là Sojin kiếm súng với cả quyền trượng anh em ạ. Đồ giống cái đồ anh em đánh bài Mid 4 cưỡi ngựa ấy. Đánh càng lâu nó càng khỏe ấy. Nhà này tí mình kẹp 3 thuật sư vào là bú nhá. Lên 9 kẹp thuật sư vào là bú nhá. Đúng rồi, Brown không cần lắm đâu. Nhưng mà tại vì đang ấy thì để tạm thôi. Dùng tạm mới xài tạm ấy anh em. Thường thì bài này sẽ rơi chết ở 8, mà trận này mình lên 9 đánh top 1 luôn. Kẹp thuật sư vào top 1 được toàn 5 phép luôn. Nhà Ugot đấy, kết liễu nhà Ugot luôn đấy. Ai chưa like cho mình xin một like nhá mọi người ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhá. Ai có Ugot nữa à?
God chết rồi. God làm sao ăn được bài thuật sư này? Ok 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 ok, mình biết. Bà thăng hoa là bú chắc. Đi. Thua sao được anh em. Ai chưa like cho mình xin một like nhé mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Cảm ơn tài phát nhá. Bú 100k của Bùi Kiên đã này. Và đây là bài Silent và những người bạn nhé anh em nhé.